Xin chào tất cả các em khối 9 của trường Chu Văn An. Hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau qua chương 3, phần mềm trình chiếu. Trong cái chương 3 này chúng ta sẽ học bài 7, tên của nó cũng là phần mềm trình chiếu. Cái nội dung mà cần tìm hiểu của bài 7 là nội dung thứ nhất là trình bày và công cụ hỗ trợ trình bày. Nội dung thứ hai là phần mềm trình chiếu. Nội dung thứ ba, phần mềm trình chiếu PowerPoint. Và nội dung thứ tư là ứng dụng của phần mềm trình chiếu. Về nội dung thứ ba, chúng ta sẽ gặp hẳn một cái bài 8 về nói về phần mềm trình chiếu PowerPoint. Còn cái bài 7 chúng ta chỉ nói về sơ lược một chút xíu về PowerPoint. Một, trình bày và công cụ hỗ trợ trình bày. Vậy trình bày là gì? Trong các hoạt động trao đổi thông tin, có những hoạt động hướng tới mục đích thay đổi thái độ hoặc nhận thức của người nghe thông qua việc chia sẻ kiến thức, ý tưởng hoặc ý kiến với một hoặc nhiều người khác. Những hoạt động đó được gọi chung là hoạt động trình bày. Vậy trình bày là chia sẻ kiến thức, ý tưởng với một hoặc nhiều người. Để hoạt động trình bày có hiệu quả cao, cần cái gì? Ngoài việc cái chuẩn bị nội dung và kỹ năng trình bày, người ta có thể sử dụng nhiều công cụ khác nhau như bảng, viết, cái hình vẽ hay biểu đồ được chuẩn bị sẵn trên giấy khổ lớn. Đó là công cụ hỗ trợ trình bày. Ngày nay, với máy tính, một trong các công cụ hỗ trợ trình bày hiệu quả nhất đó là phần mềm trình chiếu. Như vậy, công cụ hỗ trợ chúng ta sử dụng phần mềm trình chiếu là hiệu quả nhất. Trong máy tính, chúng ta sẽ chuẩn bị nội dung từ phần mềm trình chiếu rồi đi đến bài trình chiếu. Em quan sát các bài trình chiếu sau. Phần mềm trình chiếu là chương trình máy tính giúp tạo và trình chiếu các bài trình chiếu dưới dạng điện tử. Phần mềm trình chiếu có những chức năng cơ bản nào? Em quan sát trên hình, mỗi bài trình chiếu gồm một hay nhiều trang chiếu. Mỗi phần mềm trình chiếu đều có những chức năng cơ bản sao? Nhất là tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử gồm một hay nhiều trang chiếu. Thứ hai, trình chiếu các trang chiếu trên toàn bộ màn hình. Về ưu điểm của phần mềm trình chiếu. Phần mềm trình chiếu phải có màu sắc, hình ảnh, âm thanh, đoạn phim minh họa thật là phong phú. Tạo ra các chuyển động trên trang chiếu làm cho nội dung trình bày của mình dễ hiểu, sinh động và hấp dẫn. Và đặc biệt là phải dễ dàng chỉnh sửa. Phần mềm nào mà có 3 ưu điểm như đã nói là về màu sắc, hình ảnh, âm thanh, minh họa thật là phong phú. Các chuyển động trên trang chiếu làm nội dung trình bày dễ hiểu, sinh động và đặc biệt là dễ dàng chỉnh sửa. Có rất là nhiều phần mềm nhưng mà trong sách tin học lớp 9 đã giới thiệu chúng ta đó là phần mềm trình chiếu PowerPoint. Em quan sát giao diện phần mềm trình chiếu PowerPoint. Ở giữa, đó là trang chiếu. Em để ý kỹ ba menu lệnh Transition, Animation và Style Show. Về phần mềm trình chiếu PowerPoint, chúng ta sẽ có rất là nhiều tiết để học chuyên về phần mềm này. Riêng trong bài 7, cô chỉ giới thiệu một số thành phần trong màn hình PowerPoint. Đó là trang chiếu nằm ở vùng chính của cửa sổ. Giải lệnh transition gồm các lệnh dùng để tạo các hiệu ứng chuyển tiếp các trang chiếu khi trình chiếu. Giải lệnh animation gồm các lệnh dùng để tạo các hiệu ứng chuyển động cho các đối tượng trên trang chiếu. Giải lệnh slideshow gồm các lệnh dùng để thiết đặt bài trình chiếu. Về ứng dụng của phần mềm trình chiếu, các em quan sát cái hình sau. Ứng dụng của phần mềm trình chiếu trong nhà trường, trong hội họp, hội thảo, tạo các sản phẩm giải trí,